Hello, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và hôm nay những khu shopping ở Cali này được mở cửa trở lại nên mình cũng tranh thủ đến đây để quay vài hình ảnh gửi cho cô chú anh chị và các bạn xem coi tình hình những khu shopping những ngày đầu mở cửa lại sẽ như thế nào nha. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo mình đi dạo một vòng trong khu shopping này. Đây là shopping mall ngày đầu tiên mở cửa trở lại. Sao thấy thấy không khí hơi ảm đạm. Vắng lắm luôn. Anh chị và các bạn thấy bây giờ người ta dán dán đánh dấu ở đây, tao không cho mình ngồi ở đây nữa. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng mà khu shopping rất là vắng anh chị và các bạn. Đây là cái sách LV, còn mấy là cho là Gucci. Đây hàng hiệu mà hàng Gucci giờ mở cửa. Thank you.
Đây là người ta xếp hàng chờ lấy đồ order ha. Tôi đã mua online và tôi ghé tôi lấy. Anh chị và các bạn nhìn thấy đây là có dán băng keo hình chữ X này ha, là chỉ một cái ghế là chỉ được một người ngồi thôi đó, không được hai người ngồi. Nếu mà hai người ngồi thì không còn khoảng cách 6 feet nữa. Rồi video mình xin được kết thúc tại đây. Chào tạm biệt anh chị và các bạn. Bye.